Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu buổi học hôm nay nhé. Trong bài học hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu cách chúng ta vẫn tiếp tục phát triển cái dự án về quản lý các cái cửa hàng các thứ thôi. Thì trong hôm nay thì chúng ta sẽ phát triển cái chức năng là liên quan đến phần login và phần đăng ký tài khoản nhé. Đây, đăng ký tài khoản người dùng. Thế thì chúng ta sẽ xem các cái hệ thống này. Và sau khi mà người ta login thành công thì sẽ thực hiện cái quá trình, đây là cái flow của các bạn này. Các bạn là sẽ có ban đầu khi các bạn start màn hình lên ấy, thì khi mà vào cái trang quản trị hệ thống thì bao giờ cũng thế, nó sẽ hiển thị ra cái màn hình login screen này. Thì nếu mà các bạn mà đã có tài khoản, các bạn mà login thành công thì nó sẽ chuyển sang cái giao diện chính, người ta gọi là Women. Thì cái này chúng ta sẽ hiển thị ra cái trang Product Screen chẳng hạn, hay nói khác là frame đấy, về trang quản lý sản phẩm hoặc là trang báo cáo thống kê gì đấy, hay là các trang home gì tùy các bạn nhé. Giả dụ thầy cho sang trang Product Frame. Trong trường hợp nếu người dùng chưa có tài khoản, tức là ở đây là chưa có tài khoản, thì có thể cho người dùng chuyển sang cái trang Register Screen nhé. Đây, sau đó là người dùng thực hiện cái quá trình đăng ký sẽ là thành công nhé. Và sau khi đăng ký thành công rồi thì họ sẽ chuyển sang cái trang login screen như thế này. Thì các bạn lưu ý này, là liên quan đến các cái hệ thống này ấy, là liên quan đến trang quản trị. Thế thì thông thường là người ta sẽ vẫn cho đăng ký tài khoản người dùng, nhưng mà thông thường là sau khi đăng ký xong ấy thì người dùng này sẽ không được active. Các bạn lưu ý cho thầy này, một số các cái lưu ý nhé, một số các cái lưu ý trong cái phát triển các cái ứng dụng quản trị thì như thế nào. Thế thì thông thường những cái trang quản trị để khi mà người ta có tài khoản, người ta login vào trong hệ thống để xem thông tin ấy, thì thông thường là ở đây các cái bạn cần phải có các cái chức năng về phân quyền các thứ nữa, nhưng cái phần này thì thầy sẽ không không nói kỹ, mà thầy chỉ nói ở cái bước một thôi, là các người dùng đăng ký xong tài khoản. Thì lúc này này, tài khoản này nó ở trạng thái là inactive, người ta vẫn chưa chưa thể nào login thành công vào hệ thống đâu. Sau này các bạn bắt buộc phải dùng đến tài khoản admin để các bạn active tài khoản này lên thì người ta mới có thể login được vào hệ thống. Thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn code cái luồng này, là thứ nhất là người dùng sẽ thực hiện cái quá trình, một số lưu ý này, người dùng chỉ có thể login thành công khi mà cái tài khoản này đã được active. Và cái tài khoản này active thì sẽ do admin active nhé, hoặc là mode thì tùy các bạn. Tất nhiên là các hệ thống này thì nên có phân quyền. Trong bài này thì thầy sẽ làm ở cái cấp độ đơn giản thôi, là khi mà người dùng login thành công thì yêu cầu là tài khoản đó phải active, và cái trạng thái active này này phải là do admin người ta active nhé. Và khi mà người dùng đăng ký ấy, tài khoản, thì cái trạng thái tài khoản này bắt buộc phải ở trạng thái là inactive, có nghĩa là người ta chưa thể login được đâu, và cái này phải đợi admin approve nhé. Approve thì các bạn mới làm được, tức là nó chuyển sang trạng thái active đó. Đây là một vài cái lưu ý nhỏ thôi, tức là cái này nó cũng chưa hoàn toàn chuẩn lắm, nhưng mà tôi nghĩ là ở cái cấp độ bước đầu là các bạn cũng có thể là làm ở cái mức độ ok rồi, cũng gọi là tạm dùng được nhé. Thì chúng ta có thể thiết kế như thế này. Thế thì để làm được cái này, chúng ta cần hệ thống hoàn thiện như thế này thì chúng ta sẽ xây dựng ra cái gì? Thế thì chúng ta sẽ xây dựng một cái chức năng hoàn thiện, đó chính là về cái bảng user. Các bạn sẽ phải phân biệt được cái bảng user này. Thế thì với cái hệ thống này, về bảng user thì bao giờ cũng thế thôi, nó sẽ có hai bảng. Một là bảng role, là bảng phân quyền. Thầy sẽ nói cẩn thận này. Bảng phân quyền này của bạn sẽ có chìa khóa là ID. Cái này nó sẽ là primary key và tự tăng. Tiếp theo nữa là cái tên role nhé. Cái này dùng để hiển thị thôi. Cái tên này tên. Cái này dùng để hiển thị dữ liệu. Tiếp theo nữa là cái bảng user. Chúng ta sẽ custom cái hệ thống database này của bạn này là đã có rồi, nhưng cái bảng user này của bạn vẫn còn đang thiếu trường thông tin. Ở đây chúng ta cũng có là username ấy, là giống như ở đây nhé, và tất nhiên là cũng có email
và có mật khẩu. Cái bài này thầy sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng mã hóa MD5 theo cấu trúc như sau. MD5 với cái mật khẩu nhập vào là mật khẩu các bạn nhập vào đây, kết hợp với một cái primary key. Thực ra là cái này để hỗ trợ tăng cái mức độ bảo mật lên thôi. Tất nhiên là code theo cái kiểu gọi là ứng dụng Java Swing thì người ta debug ra người ta cũng nhìn được cái private key này thôi, nhưng ít nhất là nó ở cái cấp độ bảo mật cũng khá là cao. Ngay cả biết cái key này thì người ta có dịch ngược cũng không dịch ngược được đâu nhé, nên các bạn cũng khá là yên tâm. Đây là về phần cơ chế của nó. Còn tất nhiên token thì chúng ta không cần dùng trong cái bài này, nó cũng không phù hợp. Và role ID thì cái này nó chính là một cái chìa khóa ngoài, nó chính là cái foreign key liên kết tới cái thằng ID trong bảng role như thế này. Với cái hệ thống của các bạn ở đây, tiếp theo là các bạn sẽ có thêm một cái trạng thái là active. Cái này các bạn sẽ thiết kế nó theo kiểu dạng tiny, sẽ nhận hai giá trị là 0, có nghĩa là inactive. Đây là inactive. Và 1 có nghĩa là nó đã active. Và các bạn để ý nhé, đây là cái cơ chế của chúng ta, đây là thiết kế database các bạn sẽ làm trong bài này. Thế thì cái cơ chế của nó ở trong cái màn hình login screen này. Màn hình login screen này ấy, thì ngoài cái việc nó check cái email cộng với mật khẩu đúng thì nó còn yêu cầu cái trạng thái active này này của bạn là phải nhận giá trị là 1, nếu mà không thì nó không cho login thành công đâu. Đây là cái yêu cầu của bài toán về phần login nhé. Và cái màn hình là register screen. Màn hình register screen này của các bạn ấy sẽ cho phép đăng ký tài khoản, sẽ là một cái form đăng ký. Thì sau khi đăng ký xong nó sẽ add các cái thông tin người dùng vào cái database. Và cái trạng thái mặc định của thằng này ấy, nó sẽ là inactive, các bạn để ý cho thầy. Tức là ở đây cái trạng thái active của bạn nó sẽ là bằng 0 nhé. Đây là mặc định. Và các bạn sẽ có một cái màn hình, thầy sẽ làm là user screen. Màn hình này chỉ có thể admin mới có thể login vào được. Và nó sẽ hiển thị danh sách người dùng. Và ở đây khi hiển thị danh sách người dùng rồi thì người ta có thể thực hiện quá trình là active hay là inactive một tài khoản nhé. Còn sau khi mà người dùng ở cái chế độ người dùng hay là admin sau khi login xong thì các bạn là làm trong cái mục các cái chức năng khác thì tùy vào từng chức năng nhé. Chúng ta chỉ dừng lại ở cái phạm vi ở đây là liên quan đến thằng authentication thôi, xử lý phần login, phần đăng ký tài khoản người dùng nhé. Sau đó là các bạn cứ ghép các cái chức năng lại thì nó sẽ thành một cái hệ thống hoàn thiện thôi. Thì bây giờ trong bài học hôm nay thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn là cách làm một cái hệ thống như thế này ở cái mức độ vừa phải nhé. Sau khi login thành công rồi thì các bạn dựa vào các cái role, tức là phân quyền này, để các bạn cho người dùng được xem những cái màn hình gì rồi phân quyền ra sao, thì đấy là bài toán liên quan đến phân quyền nhé. Còn đây là bài toán liên quan đến xử lý phần login, đăng ký, đăng nhập và thiết lập trạng thái active và inactive đối với một tài khoản. Rồi thế thì trong cái hệ thống này chúng ta sẽ bắt đầu làm nó như thế nào. Đấy là về phần phân tích để các bạn hiểu được cái chức năng cũng như là nghiệp vụ trong hệ thống nhé. Thế thì các bước cần làm là bước 1 là các bạn cần đi xây dựng database. Thế thì chúng ta sẽ sử dụng cái bài cũ. Thế thì ở đây chúng ta chỉ cần thực hiện cái quá trình là như sau. Các bạn sẽ thực hiện cái quá trình sửa lại cái database này chút. Các bạn đầu tiên là tạo database liên quan đến cái bảng role trước đã, là create table role như thế này. Rồi các bạn sẽ có id int primary key auto increment như thế này. Tiếp theo nữa là name là vacha rơi vào 50 ký tự nhé, như thế này là được rồi. Tiếp theo thì code luôn cái phần bài này nhé. Các bạn lưu ý này, bài này là nó đã có hệ thống có sẵn là username, email, password, token rồi. Thì bạn nào mà phát triển chưa có thì tự tạo ra nhé. Còn đây là do chúng ta custom từ cái hệ thống đã sẵn có rồi nên chúng ta sửa. Cái phần database này thì bạn nào chưa biết phải chủ động tìm hiểu nhé. Author table như thế này. Rồi các bạn add thêm một cái nữa là cái thằng role id int
Rồi các bạn là sẽ cho một cái thằng different liên quan đến thằng row tại cái bảng ID này. Rồi tiếp tục các bạn author table user add trạng thái active tiny default các giá trị ban đầu là không. Đây, các bạn là thiết kế như thế này thôi, các bạn chạy lại và hệ thống của các bạn nó sẽ ổn. Ok, kiểu tiny int chắc là cũng có thôi, nhưng mà rồi ID rồi. Ok, thầy check xem cái tiny nó là kiểu gì. Thầy các thầy không để kiểu vô lùng đó, có kiểu vô lùng được thầy hả? À không cần, cái này thì mình nghĩ là không nên dùng kiểu này. Rồi ok, thực ra là kiểu in tiny để cho nó ít thao tác. Để check xem kiểu tiny trong thằng này nó là gì. Nếu không thì chúng ta dùng tạm là tiny int sao. Thôi chúng ta để tạm int đi nhé. Tính sau. Thằng này nó có kiểu của tiny nhưng mà thầy không rõ nào cả. Rồi. Đây các bạn nhìn này. Giả dụ đây là tài khoản admin thì thầy sửa cho nó là tài khoản 1 đi, nếu không nó không được login vào hệ thống đâu. Tí thì hệ thống của bạn sẽ dễ hoảng lắm. Rồi, lát nữa chúng ta sửa lại cái trạng thái về mật khẩu mã hóa MD5 các thứ này sau. Rồi, các bạn lưu ý nhé. Phần này của các bạn là đã ok rồi. Chúng ta sẽ đi bắt đầu đi. Đây thì check lại cái role này xem sao chưa xuất hiện. Rồi ok, role này thì đã có rồi. Bây giờ chúng ta thực hiện quá trình chèn một ít dữ liệu vào. Thế thì một là liên quan đến admin, hai là liên quan đến người dùng. Giả dụ hệ thống của bạn chỉ có hai tài khoản này thôi. Đây, chúng ta fix một chút. Đây, và user này, giả dụ role này thì cho là một, đây tài khoản admin nhé. Rồi, như này của các bạn là đã ok về hệ thống này rồi. Chúng ta đã có được role, có được user như thế này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi xây dựng cái form liên quan đến phần login nhé. Cái role đấy chỉ là để xác định trạng thái phân quyền thôi ạ? Cái role này thì làm trong bài toán phân quyền. Còn hiện tại sau khi trạng thái login này thì thực ra là cũng chưa cần dùng tới nó. Còn cái role này là về sau ấy, sau khi mà bọn em làm những cái hệ thống là về phần phân quyền tài khoản người dùng thì bọn em bắt buộc phải dùng cái role này để phân quyền này. Tức là nếu như admin ấy, thì giá trị là một chẳng hạn thì nó được vào những cái chức năng nào của hệ thống. Còn nếu như user thì được vào những hệ thống chức năng nào của hệ thống nhé. Ví dụ như trong cái bài này này thì hiện nay của chúng ta đang viết chức năng login và register như thế này là ok. Thế thì ở đây nó sẽ có một cái màn hình user screen thì chỉ có tài khoản admin mới login được thôi. Có nghĩa là khi người dùng login vào, nếu như mà nó vào được cái role ID này thì thầy sẽ cho show được cái màn hình user screen. Còn nếu như mà người dùng thường ấy, login thành công thì thầy cho sang một cái màn hình home screen gì đấy tùy nhé. Cái này thì chúng ta chưa phát triển chức năng. Chúng ta chỉ mới gọi là cái đoạn này chúng ta mới đang fake thôi nhé. Fake một cái màn hình thôi. Còn sau này dựa vào dự án thì các bạn tự làm sau nhé. Còn tạm thời trước mắt chúng ta cứ phát triển cái mặt login này đã nhé. Rồi, phần này thì đã ok. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ phát triển cái form. Trước khi phát triển ấy, thì chúng ta hãy đi xây dựng cái hệ thống về kết nối database trước đã nhé. Phần thiết kế database thì đã xong. Thì bước thứ hai các bạn khi làm cái dự án này chúng ta không cần vội quá, là một là chúng ta sẽ đi thiết lập và chúng ta sẽ thực hiện cái quá trình là mapping các cái table vào trong phần các cái class object nhé. Bước này, sau cái bước này là đến cái bước 3 là các bạn thực hiện cái cấu hình database cộng với phần các bạn là tạo ra những cái bộ DAO của nó, chính là các bộ modify
nó có chức năng là thêm, sửa, xóa, lấy danh sách, tìm kiếm nhé. Liên quan đến cái hệ thống database này, chúng ta sẽ cùng phát triển cái này như sau. Đầu tiên là các bạn sẽ thấy là chúng ta có hai bảng là bảng role và bảng user. Các bạn mapping vào trong hệ thống này bằng cách nào? Đầu tiên chúng ta sẽ viết cái chương trình này trước. Chúng ta dùng cái gfin form này đầu tiên. Giả dụ ở đây thì cho nó là cái màn hình login. Rồi ok, nó nằm trong cái kit gì? Đây là Java 2 chấm lesson 10. Chắc là 11. Ok, chúng ta cứ để vậy. Rồi đây. Rồi cái phần này là đã ok rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm nhiệm vụ là mapping trước đã. Chúng ta chưa cần code vội cái này. Cái đầu tiên là các bạn sẽ tạo ra cái thằng role này. Role này là một cái bảng, thực ra là bài này cũng chưa dùng đến role. Chúng ta sẽ cho như sau là int này, chấm string name, như này là được rồi. Và các bạn sẽ tạo ra những cái thành phần như sau. Cái thứ nhất là các bạn tạo ra hàm tạo không đối. Rồi các bạn tạo ra hàm tạo có đầy đủ chữ số như thế này. Và tiếp theo là các bạn sẽ tạo ra cái bộ get setter nhé. Rồi ok. Đây. Phần này thì đã xong. Các bạn tiếp tục mapping ra cái thành phần user. Đây. Trong user này thì nó có cái gì? Các bạn mô tả hết ra này. Nó sẽ có một là username. Bài này thì ok, kệ đi. Một là string là username, hai là email, ba là password. Rồi chúng ta viết như này thôi. Rồi int, các bạn sẽ có role id, cũng sẽ có active và trạng thái kích hoạt của tài khoản đấy nhé. Rồi chúng ta sẽ cũng tạo ra các hàm tạo thôi. Một là hàm tạo không đối, hai là các bạn tạo ra hàm tạo có đầy đủ chữ số cho cái bài này. Rồi tiếp theo là hãy tạo ra bộ getSetter cho cái chương trình của các bạn. Thế này là xong rồi nhé. Bước tiếp theo là hãy tạo ra một cái file cấu hình của hệ thống. Tất nhiên là ở đây thì đang tách các cái hệ thống ra, một hệ thống to thành những cái bài toán nhỏ. Thì khi mà các bạn làm thì các bạn sẽ học từng module một nhé, tránh thầy. Rồi tiếp theo nữa là chúng ta hãy tạo ra một cái file config của chúng ta chứa thông tin cấu hình của hệ thống này. Rồi ở đây sẽ có string là một cái db url. Rồi chúng ta sẽ dùng như sau là thằng jdbc 2. MySQL 2.0.localhost 3306. Chúng ta sẽ dùng cái hệ thống của thằng C2010G. Nó có hệ thống đầy đủ hơn. String về username, mật khẩu đây là root nhé, là string. Password đang là rỗng, chúng ta để như này. Đây là cấu hình của hệ thống. Vậy là xong rồi. Trong bài này thì chúng ta chỉ cần viết một cái DO cho thằng username thôi, không cần viết cho thằng role, bởi vì bài này cũng không cần tới. Chúng ta sẽ tạo ra user modify như này. Rồi, trong cái này các bạn hãy viết, thầy nghĩ là chúng ta nên viết đầy đủ hết, thì trong từng bài sẽ dùng hết đến thôi, nên chúng ta sẽ viết lần lượt các cái hàm public, static. Ở đây các bạn dùng một cái list. Ở đây sẽ có là user. Rồi ok. User này rồi thì ở đây các bạn sẽ có get user list ở đây chẳng hạn. Như này là ổn thôi nhé. Phần này của các bạn đã ok, các bạn sẽ làm lần lượt từng bước một. Một là khai báo một cái list user. Rồi ok, đặt là data list.
bằng new array list của bạn. Rồi ok, sau cuối cùng là gì thân cái data list này là được rồi. Và đây chúng ta sẽ viết ở giữa phần thân này và các cái trạng thái login của hệ thống này kết nối đến database. Cái đầu tiên là hãy tạo ra một cái bộ connection tới đến thằng database. Khai báo null và DBA statement. Bằng null. Rồi chúng ta hãy viết một cái bộ kết nối đến database. Các bạn dùng đến driver manager này. Chấm get connection. Đây. config.username và config.password. Rồi, như thế này là các bạn đã tạo ra phần connection rồi. Ok, chúng ta sẽ tạo theo kiểu này. Ở phần này thì đã ok. Chúng ta sẽ viết truy vấn như sau. Đầu tiên các bạn hãy viết câu truy vấn SQL bằng select sao from user như thế này. Trước tiên viết như thế đơn giản đó. Rồi statement bằng con.rebase statement như thế này. Các bạn đưa câu truy vấn SQL vào. Như thế này là xong thôi. Và hãy tạo ra một cái gì giao set để thực hiện cái quá trình đọc và lấy dữ liệu kết quả như thế này. Của các bạn dùng đến thằng statement.sql query như thế này là được rồi. Và chúng ta hãy duyệt qua tất cả các cái phần tử trong cái thằng gì job set để các bạn lấy dữ liệu ra và feed dữ liệu từ database ra hệ thống nhé. Chúng ta ra chương trình của chúng ta. Rồi chúng ta kiểm tra xem next theo nó có khả năng chạy được tiếp theo hay không. Phần này đã ok, các bạn hãy tạo ra cái đối tượng user là u bằng new user. Ok. Chúng ta hãy viết như thế này. Được. Cái đầu tiên là username thì cũng khá là dễ thôi. Các bạn dùng gì giao set chấm getString. Hãy truyền cái key username này vào. Vậy là được. Và hãy cho xuống dòng để nhìn cho nó dễ. Đây. Chúng ta hãy cho mỗi cái thằng này một dòng để code của bạn nhìn nó sáng hơn. Đây. Chúng ta sẽ sửa vào đây. Sửa vào đây. Đây là get int. Rồi ok. Đây. Chúng ta sẽ sửa lần lượt. Hãy xem ở đây để viết cho chuẩn email password. Rồi đến role ID và trạng thái active như này. Đây các bạn nhìn nhé. Trong phần này của các bạn là mình nghĩ là phần này thì đã là ok rồi. Sau đó là các bạn hãy add vào thằng data lib chấm add như thế này. Rồi kết thúc chương trình và bắt buộc phải viết một cái finally ở đây. Các bạn kiểm tra là nếu statement khác null thì các bạn nên đóng kết nối lại nhé, thì nó để giải phóng tài nguyên. Rồi tiếp tục kiểm tra là nếu con khác null, các bạn hãy viết cái này. Rồi trong phần này của các bạn là sẽ có cái này. Rồi, phần này của các bạn là đã xong phần lấy dữ liệu database. Tương tự như thế các bạn viết những cái hàm còn lại là hàm insert void insert. Hãy tạo một cái đối tượng user ở trên này. Rồi, ok, user như thế này. Chúng ta xóa cái phần trả dữ liệu đi. Vì bài này không cần. Mọi cái này thì không khác gì cả, chúng ta giữ nguyên. Các bạn hãy sửa lại câu truy vấn. Đây là insert into user, nó gồm có các thằng username, email, password. Rồi tiếp tục nữa là role ID, trạng thái active. Rồi value. Rồi 1, 2, 3, 4, 5. Đây các bạn nhìn.
Đây là trạng thái insert dữ liệu vào trong hệ thống của các bạn. Đây, như thế này là khá là ổn. Chúng ta sẽ thực hiện cái quá trình dùng thằng statement.set string. Rồi, vị trí 1 nó chính là user get username, như này là xong. 4 5 6. Rồi, 2 3 4 5. Xóa cái này đi. Cái này là set int. Rồi ở đây các bạn là set get email, get password, rồi get role id, rồi get active. Cái này xong, hãy chạy câu lệnh để insert dữ liệu vào database là thằng execute này. Rồi xong, tương tự như thế các bạn là code ngay cho thằng insert luôn, là thằng update luôn. Các bạn chỉ copy ở đây thôi, sửa lại câu key vấn là xong mà. Rồi ok, sửa lại cái thằng update. Cái này sửa lại câu truy vấn này. Ở đây là update user set username bằng hỏi chấm, email bằng hỏi chấm, password bằng hỏi chấm, role secure ID bằng hỏi chấm, rồi active bằng hỏi chấm, where username bằng hỏi chấm. Bài này do username là trường quát chính nên cái này chúng ta truyền theo kiểu này thôi, username sẽ không được sửa. Đây, bài này chúng ta dùng username là trường quát chính nhé, nên log gì cũng là dùng username và password thôi. Rồi ok, cái phần này là đã ổn rồi, chúng ta sửa lại thứ tự một chút. Đây, đây là 1, 2, 3, 4, 5, như này, chạy là xong cái thằng insert này. Và tương tự như thế, các bạn muốn xóa dữ liệu thì cũng như vậy. Rồi, delete một cái tài khoản, ở đây là thằng truyền username. Thường các cái hệ thống người ta cũng sẽ không dùng hàm delete này đâu, bởi vì ok, một thường là người ta rất hạn chế cái việc xóa mềm, xóa cứng, bởi vì nó cũng rủi ro về mặt dữ liệu. Delete from user where như thế này. Ok, chúng ta cứ viết cả xóa cứng ra thôi, còn dùng hay không là do chúng ta nhé. Những này là thầy nghĩ là ok tất cả hàm rồi. Các bạn là sẽ thấy được hàm insert này phù hợp được với hàm cái thằng đăng ký, nhưng còn phần login thì nó ở đâu? Thế thì các bạn để ý cho thầy là cái bài login thì chúng ta phải viết thêm. Đây, các bạn sẽ viết thêm một cái chức năng về phần login này. Cái này trả về user thôi, không cần trả về lead, cần gì. Viết chức năng là login. Cái này các bạn truyền vào string username và string password như này nhé. Ở đây các bạn tạo username là được rồi. Username user. Rồi ok. Và cái lúc return thì các bạn là return user, như này là được. Quan trọng nhất là cái câu truy vấn này của các bạn này. Thì các bạn sẽ làm như thế nào? Các bạn cứ lấy cả username và password ra để trả về. Sau đó là lúc mà người ta lấy dữ liệu thì người ta sẽ check cái active. Để nếu như nó bằng không thì báo thông, đưa ra một cái message thông báo là tài khoản chưa được active chẳng hạn. Còn nếu mà dữ liệu nó trả về là null thì điều đó chứng tỏ là cái tài khoản chưa tồn tại. Để chúng ta đưa ra message cho nó phù hợp. Where username bằng hỏi chấm and password bằng hỏi chấm như thế này. Đây các bạn nhìn nhé. Đấy, như thế này là thì nghĩ là ok rồi. Và các bạn viết như sau. Statement chấm set string. Một là username. Rồi, statement
chấm set string 2 là bắt one. Rồi, phần này là đã xong. Chúng ta không cần quá vất vả trong phần này. Đây các bạn có thể lấy dữ liệu như sau. User bằng như thế này. Tất nhiên là trước khi chạy các bạn cũng phải cho nó chạy được câu lệnh này đã, là if như thế này, xem nó có dữ liệu hay không. Nếu như mà câu truy vấn nó không ra dữ liệu thì nó không chạy được vào đây. Đấy, đây chúng ta format này. Đây, như này là thầy nghĩ là khá là ok. Nếu mà trong cái quá trình này nó trả về null là tài khoản không tồn tại. Đây, user bằng null này, tài khoản không tồn tại. Nếu mà nó có dữ liệu thì nó vẫn trả về bình thường. Còn tài khoản đấy active hay không thì chúng ta sẽ dựa vào cái data dữ liệu này để chúng ta đưa ra thông báo nhé. Phần này là đã xong rồi. Do cái bài này chúng ta đang dùng đến một cái mã hóa MD5 nên ở đây các bạn sẽ viết một cái như sau. Phần private key. Cái chú ý nhé, private key này là một cái mã điền bừa thôi. Điền cái gì cũng được không mà, chả quan trọng đâu. Nhìn cho nó nguy hiểm thôi. Nhiều bạn ở trên YouTube hỏi thầy cái mã này lấy từ đâu, thực ra gõ bừa thôi, chả có tác dụng gì cả nhé. Cho nó làm tăng cái độ khó của cái mật khẩu MD5 lên thôi. Rồi, cái bên cái dài hay ngắn có quan trọng không thầy? Cái này nó có phân biệt chữ qua chữ thường. Còn đây thầy gõ bừa mà. Còn em thích gõ cái chuỗi gì thì gõ nhé. Cái chuỗi này không ý em là nó dài hay ngắn thì nó có quan trọng không? Cũng chả quan trọng đâu. Thích gõ nhìn cho nó nguy hiểm tí thì cho dài dài tí nhìn nguy hiểm thôi nhé. Độ chục hai chục ký tự là ổn rồi. Còn đây thầy cứ cho dài dài tí nhìn cho nó nguy hiểm mà. Chứ còn ở trên cái hệ thống này thực ra là người ta decode, người ta nhìn được cái key này của bạn thôi. Nên có dài hay ngắn thì người ta cũng kết hợp cái chuỗi này cũng có thể băm ra được. Nhưng mà cũng rất là khó để mà băm được. Mặc dù lộ đấy nhưng thầy nghĩ là băm cũng khó đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ viết một cái thằng utility. Cái utility này nó sẽ chứa cái hàm liên quan đến lấy cái mã hóa MD5 thôi, mật khẩu thôi. Ở đây thầy sẽ viết cái hàm public string. String get security MD5. Đây cái mã gốc của các bạn cho vào là như thế này. Và bây giờ thầy sẽ viết mã hóa MD5 lên nhé. Tất nhiên là thầy sẽ tìm một cái hàm MD5 thôi. Ở đây nó có sẵn rồi mà. Thầy sẽ viết ở đây. Trong cái này của thầy có một cái cụm mã hóa MD5 này, code có sẵn mà, chứ cái này các bạn không cần phải viết. Đây, đây, đây là một cái hàm về mã hóa MD5. Rồi chúng ta sẽ dùng cái MD5 ở trên public static. Cái này các bạn có thể viết thành private. Chúng ta sẽ gọi thông qua ở đây. Ở đây nó sẽ là gì? Nó sẽ là gì thân của MD5 này, một lớp này, kết hợp MD5 một lớp nữa, cái mã hóa MD này cộng với một cái thằng config chấm private key. Đây mục đích chạy ra cái mã hóa MD5 của chúng ta chạy theo cái thằng này nhé. Cái MD5 này thầy code đã hay là nó là phiên bản gì? Thực ra là cái này là sẽ là bọn em người ta đã code sẵn có giải thuật rồi, chúng ta copy dùng cho nó tiện thôi nhé. Cái này thì thường là thầy sẽ tìm trên mạng không thì cho vào thôi. Tất nhiên code thì vẫn code được nhưng có điều thầy dùng trên mạng cho nó nhanh nhé, thì copy vào mà. Chứ ngồi gõ cái này thì tất nhiên là gõ thì vẫn gõ được thôi, nhưng mà có điều là nó sẽ mất thời gian cái đoạn là tu cái mấy cái chỗ này lại phải nhớ nhé. Thường cái này thì cũng ít khi nhớ lắm, đa số là chúng ta sợt tí là nó ra rồi mà. Chúng ta tập trung cốt phần logic rồi này. Không phải làm cái này nhỉ? Bài thi thì sẽ nó sẽ không có MD5 nhưng nó sẽ có mã hóa cipher. Thì lúc đấy lát nữa kết thúc phần này thì sẽ nói về mã hóa cipher sau nhé. Một cái đấy bài thi bọn em có thể có đấy nhé. Rồi ok.
Phần này là của các bạn đã chuẩn bị xong hết các cái phần dữ liệu rồi nhé. Chúng ta sẽ chuyển sang phần thiết kế form là cái trang login. Đến bây giờ là phần data hay là chuẩn bị các cái thông tin của các bạn đã xong, chúng ta sẽ viết cái form login trước này. Thì ở đây chúng ta sẽ kích vào đây. Đây là cái login screen, đây là màn hình login nhé. Rồi, ok, các bạn là sẽ thiết kế cái form login này như sau. Rồi, một các bạn yêu cầu nhập cái username này vào. Rồi các bạn cho cái text field. Xong cái này là các bạn sẽ phải cho cái mật khẩu password. Rồi, tiếp theo nữa là các bạn kéo một cái form. Form này là form đăng ký rồi. Form login. Còn trường hợp nếu người ta chưa có thì cho một cái nút để đăng ký tài khoản chẳng hạn. Đây. Login. Đây là chúng ta cứ cho như này cho nó hợp từng ngữ thôi, chứ còn nếu không nó lại tưởng kích vào kia là đăng ký tài khoản thì nó hơi vô lý, nghe nó sẽ không hợp lắm, nên thầy sẽ cho từ nó dài dài ra tí như này được. Nếu ở trên nền web thì đọc nó thiết kế nó sẽ đoạn này nó sẽ hay hơn. Và trên form này thì chúng ta thiết kế kiểu này cũng được. Rồi, ok. Rồi, đây là cái form login tài khoản người dùng của các bạn. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu chuyển sang thiết kế cái form đăng ký tài khoản người dùng nhé. Register frame như này. Rồi, ok. Cái này chúng ta sẽ có màn hình ở đây là register skin như này. Ok. Ở đây chúng ta sẽ thiết kế thứ nhất này. Rồi, một là username. Tiếp theo nữa là cho cái thằng text field này. Rồi, phần này là ok này, chúng ta sẽ cắt cho một phần sau. Rồi, username. Rồi, password này. Username, email đi, password. Rồi, ok, chúng ta sẽ ok. Rồi. Password vào đây, confirm password này, chúng ta chỉ cho mấy cái form vậy thôi. Rồi. Rồi, ok, sau đó là các bạn hãy thiết kế cái phần này. Đây là đăng ký này.
Register đăng ký tài khoản này. Ok. Và đây là phần gì? Là Open Login Skin. Nhìn cho nó hợp lý tí. Nếu mà thích thì bạn nào đấy có thể cho cái này nó căng ra như thế này. Rồi, nhìn cho nó dễ chịu một tí. Tương tự như thế ở đây cũng căng rồi. Ok. Phần này chúng ta sẽ kéo lên. Các bạn sẽ có cái phần này. Rồi, chúng ta chưa cần code vội đâu. Chúng ta sẽ kết nối luồng một chút. Là thầy mong muốn là khi kích vào đây nó sẽ chuyển sang màn hình register frame này. Còn cái login frame này sẽ đóng. Và ngược lại ở đây thì kích vào đây nó lại chuyển sang cái màn hình login frame. Và cái register này sẽ đóng. Chúng ta sẽ bắt cái luồng này trước lại nhé. Sau đó chúng ta code logic sau. Đầu tiên các bạn kích vào đây. Đây là... Trước tiên là chúng ta đặt tên biến này, nhìn cho nó đẹp cốt một tí. Ở đây chúng ta sẽ đặt tên biến này. Ở đây nó chính là username tt. Rồi ok. Rồi password.tt. Rồi ok đây. Login btn. Và đây là register btn. Cốt thì các bạn đặt thế nào cũng được. Quan trọng là màn hình thì text các bạn cần phải đặt chuẩn để tránh gây khó hiểu. Rồi ok cái này. Username tt. Email tt. Password tt. Và đây. Confirm. Password tt. Ok. Sau đó ở đây chúng ta sẽ đặt là register btn. Còn đây là phần login btn. Rồi ok. À, cái form mật khẩu này thì các bạn nên lấy cái form mật khẩu các bạn sửa lại một chút đây. Chúng ta xóa cái form này đi, kéo cái form mật khẩu này cho nó nhanh. Đỡ phải tìm fix đây. Form mật khẩu thì kéo nó vào đây. Rồi ok đây. Password tt. Xóa đi. Thì cho nó ổn tí. Rồi hai cái form này thế thôi. Để xóa hai cái form này đi. Rồi ok, hãy dùng cái form mật khẩu này để kéo vào. Rồi, hãy xóa cái này đi. Rồi ok. Và đặt lại tên biến ở đây. Confirm. Rồi xong. Và bây giờ chúng ta sẽ kết nối luồng chạy của cái dự án này nhé. Kích vào đây. Nó sẽ thực hiện cái quá trình mở sang cái thằng này thì làm cái nào. Còn đây cũng ngược lại. Cái này dễ lắm. Các bạn có thể follow cái code để mở một cái luồng ra bằng cách code như thế này. Đây. Các bạn đây là để chạy cái luồng kia nhé. Sau đó các bạn đóng cái luồng này, các bạn là set visible thôi. Các bạn đặt là full là nó ấy rồi. Sau đó các bạn gọi thêm là cái lệnh bitbow là nó sẽ hủy đi nhé. Còn tương tự như thế ngược lại với cái thằng này. Thầy hàm bitbow có tác dụng gì ấy? Nó hủy tài nguyên đi thôi nhé. Còn đây là login frame. Đây, như này thôi là được. Các bạn phải gọi đến nó thì nó giải phóng tài nguyên, nếu không nó sẽ ngốn tài nguyên trên hệ thống. Đây chúng ta chạy chương trình để test cái flow này trước.
Đây các bạn nhìn nhé, chúng ta sẽ có màn hình login screen này. Kích vào đây thì nó ra màn hình register screen này. Đây. Đây là chúng ta chuyển đổi qua lại. Rồi, giả dụ chúng ta kích vào đây nhé. Chúng ta test xem cái chức năng login này đã thành công hay chưa này. Giờ chúng ta mới bắt đầu code chức năng này. Thế thì kích vào login này thì đơn giản là bắt sự kiện trên thằng này thôi. Và các bạn sẽ lần lượt lấy hai cái thông tin là string username. Nó chính là bằng username chấm getText rồi string password bằng password như này chấm getText. Và cái quan trọng nhất là các bạn phải lấy cái mật khẩu mã hóa của nó, dùng utility ở đây chấm getsecurity, các bạn truyền mật khẩu vào đây. Đây là cái thông tin của nó. Và các bạn sẽ lấy cái tài khoản người dùng ra. User. Các bạn dùng đến thằng user modify này. Gọi đến cái hàm login. Để nó check xem cái hệ thống này đăng nhập có thành công hay không nhé. Và nếu cái tài khoản user này của các bạn ấy mà nó bằng null, thì ở đây rõ ràng là nó các bạn sẽ đưa ra một cái G-Option panel là show message. Ở đây chính là tài khoản không tồn tại nhé. Ở đây các bạn có thể cho một cái account. Not exist, không tồn tại. Rồi, giả dụ như thế này. Rồi, giả dụ nếu nó tồn tại mà kiểm tra này. User.active mà bằng 0 ấy. Cái trường hợp này mà xảy ra thì có nghĩa là tài khoản đã tồn tại rồi nhưng mà nó chưa được active nhé. Đây. Do account is not active. Free này, contact admin. Rồi, còn giả dụ như mà ngược lại, có nghĩa là tài khoản này đã được active thì các bạn là open lên một cái home screen gì đấy nhé. Đấy, cái này các bạn có thể tùy biến. Đến cái đoạn này thì tùy nhé. Giả dụ thầy cho là nếu mà là admin thì nhảy sang màn hình user screen chẳng hạn. Còn nếu như người dùng user thường thì các bạn cho một cái màn hình home screen gì đấy nhé. Home screen này thì cho bừa thôi, lát nữa thầy cho bừa cái màn hình home screen này thôi để test thôi nhé. Đây, giả dụ ở đây chúng ta sẽ cho hai loại màn hình khác nhau. Cái này chúng ta sẽ cho nó là màn hình gọi là home screen gì đấy nhé. Màn hình trống rồi, cái này các bạn là sau tự phát triển. Đây, thì gọi là home screen như này, ok này. Rồi ok, giả dụ nó chính là cái đấy thì nó chạy vào đây. Thì ở đây họ sẽ kiểm tra như sau. Là nếu này user.roleid mà bằng 1 thì đây tài khoản admin. Ngược lại đây là tài khoản user thì nó sẽ nhảy lên cái màn hình này. Rồi, thì trong màn hình nào cũng thế thôi, đều phải set visible bằng false và disable cái hệ thống này. Rồi, như thế này là được nhé. Còn nếu mà nó là tài khoản user thì đây, các bạn nhìn này, chúng ta sẽ cho một cái user skin này. Đây, là user này. Các bạn hoàn toàn có thể rồi ok cứ cho user này rồi đây chúng ta sẽ cho chạy cái màn hình này đây. Để lấy ví dụ thôi để nó thành cái luồng cho các bạn code đấy. Như này là xong, bây giờ chúng ta chạy lại chương trình này nhé.
Do cái hệ thống này nó dùng mã hóa kia rồi nên thì xóa cái tài khoản này rồi. Ok, để test này, ví dụ như là admin 123 login này. Đây, tài khoản không tồn tại và mơ hãy check username và password. Ok, mở cái form đăng ký ra, đăng ký tài khoản nhé. Thế thì sau khi đến cái form đăng ký này, các bạn mở lên cái đoạn này. Các bạn bắt sự kiện khi mà ấn vào register này nhé. Rồi, các bạn là lấy lần lượt string username bằng username này chấm get tag, rồi string email bằng email chấm get tag. Rồi cái phần này đã rồi, đến password đi, string password bằng password.get tag. Rồi string confirm password tag chấm get tag. Rồi như này là được, các bạn kiểm tra này, nếu password chấm equal confirm password, tức là các bạn để ý nhé. Trường hợp mà nếu hai cái thằng này nó không giống nhau ấy thì các bạn đưa ra một cái thông báo là đây, sau message này. Các bạn đưa ra ở đây một cái thông báo là hai cái thằng password này, p check password này. Đấy, hai cái thằng này nó đang khác nhau rồi. Ok, sau đó các bạn return đi. Rồi nếu mà một khi hệ thống này dữ liệu đã thành công, các bạn khởi tạo cái đối tượng user này này bằng new user, rồi username email password là Ronald thì cho bằng 2, trạng thái này cho bằng 0 đấy. Sau đó các bạn dùng user modify thôi, chấm insert truyền cái đối tượng user này vào là được. Thế thì cái mật khẩu này trước khi các bạn truyền vào ấy, các bạn cần phải chạy thông qua cái hàm utility này để lấy ra cái mã hóa MD5 kết hợp hai lớp của nó ở đây nhé, như thế này. Sau khi mà một khi nó đã chạy được đến phần này rồi thì chúng ta nên cho nó nhảy sang cái màn hình login đây. Chính là cái này luôn, các bạn có thể gọi những cái thằng này truyền luôn để nó nhảy sang màn hình login sau khi đăng ký thành công. Code vậy cho nó nhanh nhé. Đây chúng ta chạy chương trình. Rồi ok, cái này thoát đi. Tài khoản thì chắc là chưa tồn tại đâu nên chúng ta test luôn cái màn hình login ở đây, ví dụ như là admin. Mật khẩu 123456, 123456. Giả dụ các bạn register, đây đăng ký thành công rồi nó nhảy sang cái này, các bạn có thể check này. Đây là hệ thống của các bạn nhé, đây là tài khoản thường thôi. Khi mà làm như thế này là thầy nghĩ ok, ví dụ như có admin này, 123456 này, login này, tài khoản not active này, liên hệ với admin này. Nếu mà điền như thế này thì không tồn tại, tài khoản không tồn tại, check lại username và password này. Giả dụ ok như này, đây check lại tài khoản, giả dụ ở đây thì active lại cho nó thành bằng 1 này đấy. Và tiếp tục nữa như thế này thì sao, các bạn nhìn nhé, chúng ta sẽ kích vào đây, nó nhảy sang trang home screen này, như thế này là thành công rồi nhé. Và tất nhiên là trong trường hợp ngược lại là nếu các bạn là sửa lại cái tài khoản này, giả dụ cho cái tài khoản này là tài khoản admin. Ở đây chúng ta sẽ chạy lại chương trình là admin 123456 khi login thì đây nó sẽ ra cái màn hình user screen nhé. Và chúng ta có thể code thêm với cái chức năng cho cái màn hình user screen này. Đây, đây là user screen nhé. Đây là chúng ta đã xong phần login. Tất nhiên là có cái bài toán phân quyền thì các bạn nào
sẽ phải code thêm nhiều chức năng nữa nha. Rồi, thế thì trong phần này chúng ta tạm thời dừng ở đây nhé. Trong các cái mục tiếp theo chúng ta sẽ xử lý liên quan đến bài toán về quản lý tài khoản người dùng, phân quyền tài khoản người dùng nhé. Và chúng ta sẽ viết các cái hệ thống về phân quyền chức năng nữa nhé. Rồi, ok.